À, đây 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 đấy, đây là chân ga Vâng. đó, em hiểu chưa? À. Xong rồi em buông chân ga ra, em đặt sang chân phanh Dạ. đó. Đây, À. em đưa tay cho thầy. Đấy, đây 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 đây, em đánh sang trái, muốn đi sang trái thì em đánh sang trái, muốn sang phải thì em lại đánh sang bên À, phải. dạ thầy ơi, em hiểu rồi ạ. Rồi còn bước quan trọng ấy, em đi xe ấy, thì em phải thắt dây an toàn vào. À, sẽ để thầy thắt cho em nhé. Thầy dạy em lái xe chứ thầy có làm gì đâu mà em đẩy thầy mạnh thế. À, dạ em xin lỗi, thầy có sao không ạ? Em lúng túng như thế thì làm sao mà lái xe được. À, dạ, buổi đầu em học cho nên là em hơi lúng túng. Em xin lỗi thầy ạ. Được rồi, để thầy làm lại. À thầy ơi, em quên mất, hôm nay em có việc gấp thế nên là em hẹn thầy học vào buổi sau nhé. Thôi được rồi, nhưng mà lần này thầy nói cho em biết nhé, học hành ấy có giờ có giấc, chứ không phải em thích học lúc nào em học, em nghỉ lúc nào thì nghỉ. Dạ, em biết rồi ạ. Chúc thầy một ngày tốt lành ạ. Không ngờ lại có em học viên vừa ngon vừa xinh như thế nhỉ. Đây là nhà của thầy, em cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà nhé. Em ơi, nhà thầy đẹp thật đấy. Ai đây vậy thầy? Đây là thầy chụp chung em gái của thầy mà. Em gái thầy xinh thật đấy. Ừ. Lúc đầu em còn tưởng là người yêu thầy cơ. Thế thôi, bây giờ ngồi xuống bắt đầu học nhé. Dạ. Thầy thấy cái vấn đề lý thuyết của em thì chưa được vững cho lắm. Đấy, Dạ. nên là bây giờ thầy dạy em về lý thuyết nhé. Dạ vâng ạ. Đây, đây là các câu hỏi thầy đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Đấy, em xem câu nào đúng thì em cứ chọn nhé. Mấy câu này thì em ôn hết rồi. Câu này em chọn A này. Chọn A. À, đúng rồi. Em cứ xem câu nào đúng thì em cứ chọn đi. Thầy làm gì vậy ạ? Thực ra là thầy muốn làm như thế để cho tình cảm thầy trò mình đi lên. Chứ thầy thấy cái tay cần gạt nước, tay cần gạt số của em hơi bị yếu. À, thế thì em cần phải luyện nhiều đúng không ạ? Thầy có cái cần gạt này ok lắm. Em có muốn luyện thử không? Thật ra là từ hôm đầu thầy dạy em là em đã hiểu tâm ý của thầy rồi. Thôi bây giờ thế này nhá, thầy đi tắm đi, xong bắt đầu là em lên phòng em chờ thầy. Thầy không tắm có được không? Em thì em thích một người đàn ông bước từ phòng tắm ra, người ẩm ẩm vạm vỡ nhìn quyến rũ lắm. Em hư lắm rồi nha, nhưng mà anh thích, cứ giấu từ bữa đến bây giờ làm thầy không thể chịu được. Bây giờ thầy sẽ lên phòng thầy tắm, thầy tắm xong rồi thầy sẽ dạy em những cái đường cua tuyệt vời và sung sướng nhất nhé. Thầy này nữa. Nhớ lên với thầy nhé. Ok thầy. Bây giờ trò lại còn chơi trò ngại ngùng với thầy nữa em ấy làm nhiều cái thầy không muốn nói đâu, hư lắm mà nha. Thầy ấy là chưa bao giờ có con mắt nhìn sai người cả. Thầy đã chuẩn bị cần gạt số đúng cách rồi, bây giờ để thầy cho mình vào chung nhá. Thầy sẽ dạy em cách thế nào là vào cần số đúng nghĩa, ok? Sao nhưng sao lại là em? Không là vợ anh thì chả nhẽ là tôi. Anh cũng nạn nó vừa thôi chứ. Không những dạy người khác cách lái xe, còn dạy người khác cách lên giường với anh nữa. Bất ngờ chưa? Đen cho anh ấy là tôi với chị Ly quen nhau. Từ lúc tôi đến nhà anh, nhìn thấy ảnh anh chụp với chị Ly là tôi đã nghi ngờ rồi. Tôi chỉ lừa anh đi tắm để gọi chị Ly về thôi. Liều ơi, không phải như em nghĩ đâu. Bằng chứng nhân chứng đầy đủ như thế mà anh còn cãi à? Anh chỉ đang dụ dỗ con gái nhà lành lên giường để thỏa mãn cái tính thái của mình thôi. Học thì một, mà động chạm thân thể thì 10. Có gan làm ấy thì có gan nhận đi. Thầy
thầy nhìn đường đi ạ. Không sao đâu em, đường có gì đâu mà phải nhìn. Thầy ơi, đâm phải cái gì rồi ấy? Em đã bảo thầy nhìn đường rồi mà. Chắc là vấp phải viên đá thôi. Mà em có bị làm sao để thầy kiểm tra? Không sao đâu thầy ạ. Em mà bị làm sao ấy thì thầy xót lắm. Những hình ảnh dơ bẩn của anh đã bị camera hành trình trên ô tô ghi lại rồi. Và nó đang ở đây. Không nhờ Phương Anh nói với tôi thì tôi không biết anh Âm thầm phản bội tôi đâu. Nếu mà anh không nhận ý, tôi sẽ xử luôn cái cần đến nước. Đừng mà, em bình tĩnh, em nghe anh nói. Đến nước này rồi thì anh không giấu giếm em làm gì cả. Tất cả do cô ta hãm hại anh. Cô ta đe dọa anh, bảo anh diễn như thế để cho em xem. Anh thôi đi, anh khốn thật đấy. Bằng chứng rõ ràng ràng như thế mà anh còn đổ hết lên đầu tôi à? Ok, đã thế thì gặp nhau ở trên tòa đi. Tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm tôi. Đến lúc đấy, anh vừa bị mất việc, vừa bị tước bằng, mà lại còn sở hữu một chiếc vòng tay vô cực nữa đấy. Đừng mà Phương Anh, anh xin em đấy. Chị Ly, em xin lỗi chị. Nhưng mà cái thằng chồng khốn nạn của chị ấy phải bị pháp luật trừng trị thôi. Phương Anh! Tôi chưa nói hết với anh đâu, đứng lại đấy. Ly ơi, anh xin em ấy, em chạy theo Phương Anh cầu xin tha thứ cho anh được không? Anh biết anh sai rồi, em cho anh cơ hội nhá. Bây giờ mà anh dính dáng đến pháp luật, tiền tài sự nghiệp của anh coi như là mất hết. Anh không quan tâm những người anh làm tổn thương à? Anh chỉ quan tâm đến công việc, chén cơm của anh mà thôi. Việc anh làm, anh tự chịu trách nhiệm, vạn sự tạo nhân. Mọi chuyện đến nước này là do anh tự lật đổ. Anh chuẩn bị mà ăn cơm tù đi. Còn việc tôi với anh ấy, chắc chắn là ly hôn. Ly ơi, Ly ơi.